Quân đội Nhật Bản đang thử nghiệm dịch vụ Internet vệ tinh Starlink của Elon Musk với mục tiêu áp dụng công nghệ này vào năm tài chính tới, tờ Yomiuri đưa tin hôm Chủ nhật. Những bức ảnh gây tò mò về lỗ thủng trên nóc tháp phóng xe tăng Leopard 2A4 và vẫn chưa rõ vũ khí gì đã gây ra những hư hại trên. Ngày 25 tháng 6, tránh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andriy Yermak, Kiev muốn đăng cai một hội nghị thượng đỉnh hòa bình toàn cầu. Quân đội Nhật Bản đang thử nghiệm dịch vụ Internet vệ tinh Starlink của Elon Musk với mục tiêu áp dụng công nghệ này vào năm tài chính tới, tờ Yomiuri đưa tin hôm Chủ nhật. Yomiuri cho biết Bộ Quốc phòng đã có quyền truy cập vào các vệ tinh liên lạc trên quỹ đạo địa tĩnh, nhưng việc sử dụng công nghệ Starlink do SpaceX của Musk vận hành sẽ bổ sung thêm một chòm sao vệ tinh trong quỹ đạo thấp của trái đất. Musk cho biết vào tháng 10, SpaceX không đủ khả năng tài trợ vô thời hạn cho việc sử dụng Starlink ở Ukraine. Những bức ảnh gây tò mò về lỗ thủng trên nóc tháp phóng xe tăng Leopard 2A4 và vẫn chưa rõ vũ khí gì đã gây ra những hư hại trên. Ngoài ra, giáp tháp phóng xe tăng Leopard 2A4 còn được tích hợp vật liệu composite. Ra sử dụng trong Leopard 2A4 được thiết kế đặc biệt để chống lại tác động tốc độ cao từ đạn xuyên giáp và các loại đạn khác. Ngày 25 tháng 6, tránh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andriy Yermak cho biết, Kiev muốn đăng cai một hội nghị thượng đỉnh hòa bình toàn cầu. Theo ông, các bên đã đồng ý tiếp tục hình thức tham vấn,